Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng để doanh nghiệp vực dậy trong bối cảnh hiện nay. Đây là khẳng định của các doanh nghiệp chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính. Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp tổ chức hội thảo này nhằm mục tiêu góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, việc làm, từ đó góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia tập trung chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần tăng năng suất, kinh nghiệm trong lộ trình cải tiến năng suất, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước đã được triển khai, như chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng nhiều chương trình quốc gia về khoa học công nghệ. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, việc tiếp cận với những hỗ trợ của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.